Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Điện Máy Robi. Trước mắt quý vị và các bạn đó là dòng line dây 40, và dưới kia cũng là dòng line dây 40 luôn, và 30 đó là dòng line dây cao cấp đang lên hàng để giáp hàng cho bác khách ngoài Đà Nẵng có đặt bên mình 3 cặp line dây 40 và 3 cặp line dây 30. Và hôm nay thì mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu line dây mới, tiếp tục mới nhất của năm 2022 mới đổ bộ về bên Điện Máy Robi. Dòng này hoàn toàn mới như quý vị và các bạn, dây này, dây rất là đẹp luôn, dây nhôm quay đó. Cái này là CNC chứ không phải sơn nhớ quý vị và các bạn, mạ si chứ không phải là sơn nhớ quý vị và các bạn. Sơn thì nó rất là dễ chảy, nhưng mà khi mà đã mạ si ấy, thì nó thời gian nó sẽ bền lâu hơn và khó bị chảy hơn đó. Dây rất là đẹp luôn, quay này tuyệt vời. Cái thùng này thì nó đang là đồng bộ từ neo, giá của nó bát neo chép neo luôn, nguyên cặp thành phẩm này thì nó là 12.500.000 trên một cặp nha quý vị và các bạn, giá rất là tốt luôn, thùng mới vãn Malaysia đóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dây này thì khỏi chê rồi, khỏi bàn rồi, mẫu lưới này đơn giản nhưng mà đẹp đó, đơn giản nhưng mà đẹp. Còn các bác có nhu cầu mua vỏ thùng thì rất là đơn giản và rất là nhẹ nhàng thôi. Bây giờ trong cái thời buổi này đã khó khăn rồi, nhưng mà cái gì cũng tăng giá quý vị và các bạn ạ. Cửa khẩu thì không đi lại được, vật liệu thì tăng, đó, xăng cũng tăng, mọi thứ đều tăng, tăng kinh khủng. Nhưng bên Điện Máy Robi vẫn bán cho quý vị và các bạn một cặp vỏ thùng không nhé. Cặp vỏ thùng không với cái cặp thùng này dây 40 đơn thì giá chỉ có 3.500.000 trên một cặp vỏ thùng. Anh em có nhu cầu cứ alo hai số điện thoại hiện trên màn hình của Điện Máy Robi. Cửa hàng mới là số 116 Lũy Ban Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.